Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh cái khoang của lò vi sóng nhá. Cái lò vi sóng này thì có rất nhiều cách để vệ sinh, nhưng mà cách này tôi sẽ sử dụng đó là thân thiện với môi trường, với tự nhiên. Một số người họ sử dụng cái baking soda hoặc một số dung dịch họ cho nó bay hơi lên, hoặc là người ta sử dụng, có thể sử dụng nước rửa bát đấy các bạn. Các bạn cho vào miếng rẻ các bạn cọ, nhưng mà nó, nếu mà không khéo lắm thì nó hơi phức tạp. Thế mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà người ta hay dùng nhiều. Đó là người ta sử dụng một quả chanh nhá. Cắt nó làm đôi cho. Đây nó chỉ là cái axit chanh thôi. Axit chanh, cắt nó ra đây. Rồi. Không cho vào một bát nước như này. Đấy, bát nước này, khoảng độ 2/3 thôi. Đấy, cho chanh vào nhá. Các bạn nhìn thấy không? Quay hơi khó ấy. Đây, cho chanh vào, cho biết là cho chanh vào. Đó, cho vào. Hai chỗ cho vào lò vi sóng. Đây. Để chính giữa nhá. Chúng ta bật cho nó 5 phút. Đó. Cái quá trình này chẳng qua quá trình nó đun sôi nước lên. Hơi nước mà có axit chanh ấy, nó sẽ khuếch tán xung quanh cái buồng, trong khuếch tán ở toàn bộ xung quanh cái buồng ở trong lò vi sóng. Cái cách này nó rất là đơn giản, giống như nó cách sông. Cái axit chanh này thì nó cũng là một loại chất tẩy rửa nhẹ và không có độc với môi trường cũng như là con người. Đấy. Thì các bạn chờ nhé, clip này lâu đấy. Thì tôi cũng vệ sinh luôn cái này, hướng dẫn mọi người vệ sinh luôn. Bây giờ được 2 phút rồi thì clip cũng phải mất 5 phút nữa. Các bạn thông cảm nhé. Ở những cái bề mặt ở bên ngoài này, các bạn có thể lau chùi bằng nước rửa bát nhé. Hoặc là nếu mà nó bẩn quá, các bạn sử dụng cái dung dịch sumo ấy, là cũng tẩy được tốt nhá. À. Khó nữa là thêm một cái bàn chải. À, tẩy xong. Hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn vệ sinh khoang lò vi sóng. Để đun nước chè thì người ta sẽ khoảng mất khoảng 3 phút. Đây, cho nó bốc hơi nghi ngút ở trong, mất khoảng 5 phút. Các bạn cũng không nên là lấy nhiều nước quá nhé, nó lại trào ra là lại là gây phản tác dụng đấy. Để nó sôi vừa phải. Mục đích là người ta vệ sinh theo cái kiểu này ấy, là người ta làm cho cái khoang ở trong cái lò vi sóng này nó nóng lên. Thì lúc đó mỡ nó cũng chảy ra và cái axit chanh có một chất chút là tẩy nhẹ. Chứ còn nếu mà các bạn thể cho nước thường vào nhưng mà nó cũng không có hiệu quả. Thì sử dụng chanh có tí axit để tẩy được mỡ. Rồi chờ tí, còn hai bây giờ đến 2 phút rồi đấy.
Rồi, xong rồi đấy, còn rồi đấy. Giờ mở ra nhá. Đấy, khói bắt đầu bay mịt mù rồi. Đấy. Bỏ ra. Đấy. Giờ tiến hành lau rồi. Đấy. Này, nhìn thấy tôi tiến hành lau rồi. Lúc này chẳng qua là mỡ của nó được chảy ra thôi. Đấy, dùng cái rẻ lau nhá. Đây. Tháo cả cái đĩa của nó ra. Giờ tôi sẽ lau sơ bằng cái giấy này nhá. Các bạn nhìn nó sẽ sạch như thế nào. Đây, các bạn nhìn thấy rất là bẩn không? Đấy. Đĩa thủy tinh này thì cũng lau bình thường thôi, đĩa này lau bình thường thôi, để bên ngoài lau này, đĩa này bình thường rồi, cả những cái vòng dẫn hướng này tháo ra được rồi. Giờ chúng ta chỉ tập trung đi lau ở khoang lò thôi. Các bạn nhìn này, ra hết cái bẩn này. Đấy. Này lò này hơi cao, tôi phải trèo lên đấy. Đấy. Tôi chẳng phải loại cao lắm đâu. Đấy. Bạn nhìn thấy không? Đấy. Tất cả các loại mỡ đọng ở dưới lò vi sóng mà nó sẽ sạch hết nhá. Các bạn lau bên trái, bên phải, mặt trên, mặt sau. Đấy, chỗ nào thì các bạn nhìn thấy bẩn không? Đấy. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đây. Tôi sẽ kéo cái máy quay lên cho các bạn xem và tôi sẽ vệ sinh xong như nào nhé. Rồi các bạn thông cảm nhé. Đây. Các bạn nhìn nào. Đấy. Rất là sạch sẽ. Những cái mỡ này, cái góc này, đây, nó sẽ chảy, mình sẽ lau sạch như này. Đấy. Đấy. Cái cho chanh vào ấy, nó tạo ra một chất axit, à, nó kháng khuẩn thôi. Chứ còn thực ra để hơi nước vào cho nó chảy mỡ ra cũng được rồi. Đấy, thì mình dùng clip ở đây nhá, đây các bạn lau áp dụng tương tự bên ngoài. Chúc các bạn thành công.